Rồi, em xin mến chào quý anh chị nha. Thì hôm nay em đang đứng thuộc mặt tiền cái hẻm nha anh chị. Đó, của thị trấn Long Hải, cách biển chỉ có 5 phút thôi. Đường hẻm ô tô vô tới nơi quý anh chị ha. Đó, một căn nhà cấp 4 nha quý anh chị. Đó, sổ sẵn, sổ hồng riêng nha. Đó, full thổ cư quý anh chị ha. Đó, giấy phép xây dựng đầy đủ nha. Đó, ngang là 5,2 m, sâu là 12 m nha quý anh chị ha. 12,5 m. Đó, đây. Đó, căn nhà trước của mình nha. Đó. Mà đây là có phòng khách nha. Phòng khách. Rồi một phòng bếp, một toilet, hai phòng ngủ quý anh chị ha. Đó, hai phòng ngủ là sau cùng, đây là phòng bếp nha. Đó, phòng bếp là ở gần phòng khách nha quý anh chị. Đó, rồi toilet bên đây. Đó, bên này. À, toilet là ngoài trời nha, mình có thể làm lại nha quý anh chị ha. Đó. À, nói chung là nhà này cũng mới xây nha quý anh chị. À, giá chỉ có 1 tỷ 350 thôi. À, bên đây một phòng ngủ nè. À, hai phòng ngủ nha. À, nói chung là nhà này là khu dân cư kính luôn quý anh chị ha. À, hướng này là hướng Tây Bắc nha quý anh chị. Hướng Tây Bắc thì anh chị nào mà thiện chí thì liên hệ cho em nha. À, ốp la phong rồi đầy đủ hết luôn quý anh chị ha. Đó. À, hướng này hướng Tây Bắc nha, trung tâm của thị trấn Long Hải nha quý anh chị. Đó, đường bê tông, đường bê tông 4,5 m quý anh chị ha, ô tô vô tới nơi luôn. Đó. À, khu dân cư này sát bên cái nhà lầu này luôn nè. Cách đường nhựa tầng 100 m quý anh chị ha. Đó, đây là cái quy hoạch của nó nha. À, cái sơ đồ vị trí. Ở đây là cái sổ quý anh chị ha. Rồi, hôm nay em làm video ngắn nha, anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em gửi sổ chi tiết quý anh chị ha.